Và bây giờ Kỳ Lân sẽ đi vào thông số cấu hình của chiếc điện thoại này. Vì sao Kỳ Lân nói rất mạnh? Vì đây là chiếc điện thoại V2, tên thiết bị là V2 Iron Plus. Và cái phiên bản Android 13 với CPU là Snapdragon 8 Gen 2. Và thông tin ROM này là 512, dung lượng RAM 12. Đặc biệt là chụp hình, Kỳ Lân sẽ chụp hình cho quý khách xem một tấm hình. Với chức năng chụp hình rất nhiều option cho chúng ta chọn sử dụng. Máy, ảnh, gia đình, chế độ chuyên nghiệp Pro, video, đêm, chụp chân dung, có khẩu độ luôn 26mm và 50mm. Thì Kỳ Lân sẽ chụp thử chiếc nhẫn Kỳ Lân đang đeo. Cực kỳ rõ luôn, cực kỳ đẹp luôn. Wow, nét quá nét. Thấy luôn những lông tay luôn. Cực kỳ rõ, giống như là máy soi mà chúng ta đi soi da trong những chỗ mà điều trị da luôn. Thấy rất rõ, zoom lên rất rõ. Kỳ Lân đang chụp chế độ bình thường thôi, chưa chụp phóng đại lên á, mà zoom lên rõ nét như vậy. Từng cái chân của lông tai rất rõ, rất là nét, soi bên trong luôn, chi tiết quá nét luôn. Bây giờ Kỳ Lân sẽ vào YouTube để xem, nghe thử âm thanh cũng như là cái chất lượng hình ảnh video. Vâng, và như vậy là video clip Kỳ Lân giới thiệu chi tiết về chiếc điện thoại V2 cảm ứng nắp gập mạnh nhất về cấu hình, chất lượng nhất về ngoại hình và kiểu dáng, cũng như là sự tinh tế trong thiết kế với một chiếc điện thoại đẹp, sang, vô cùng tinh tế, đẳng cấp từ thương hiệu V2. Đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân, và Kỳ Lân kính chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury trong những dòng sản phẩm sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.